Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 26 tháng 8. Xuất khẩu điện thoại của Việt Nam khởi sắc ở EU và ASEAN. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8 từ ngày 1 đến 15 tháng 8, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,42 tỷ đô la Mỹ. Kết quả trên đưa tổng kim ngạch nhóm hàng này từ đầu năm 2023 đến 15 tháng 8 đạt 31,16 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, kết quả này vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái đạt 36,72 tỷ đô la Mỹ. Với kim ngạch giảm sâu, điện thoại và linh kiện đã bị mất ngôi vị ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào tay nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 33 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường, cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 7 cho thấy Trung Quốc dẫn đầu với 7,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9%. Tiếp theo là Mỹ với 4,91 tỷ đô la Mỹ, giảm 38,9% và Hàn Quốc với 2,03 tỷ đô la Mỹ, giảm 36,9%. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhóm hàng điện thoại và linh kiện có những điểm sáng ở thị trường EU và ASEAN. 7 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang EU đạt 4,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% và ASEAN đạt 1,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi người Việt trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật. Tại tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật phòng bệnh gửi Chính phủ, Bộ Y tế cho biết trong 15 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khỏe. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 73,3 tuổi lên 73,7 tuổi. Tuy nhiên, sang đến năm 2021, tuổi thọ trung bình đã giảm nhẹ xuống còn 73,6 tuổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo tờ trình, Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận thôn, bản. Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân cũng còn nhiều tồn tại, bất cập, chất lượng sống của người dân còn hạn chế do bệnh tật. Cụ thể, mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật, vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống và làm giảm số năm sống khỏe mạnh. Theo Bộ Y tế, những yếu tố quan trọng dẫn đến số năm sống với bệnh tật của người dân Việt Nam còn ở mức cao, đó là chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn ít rau, nhiều muối, sự gia tăng nhanh của bệnh không lây nhiễm, nhiều người hút thuốc lá, 20,8% dân số Việt Nam từ 15 tuổi trở lên hiện đang hút thuốc, và rượu bia, gần 2/3 nam giới và 1/10 nữ giới hiện có uống rượu bia, ít tập thể dục, gần 1/4 dân số thiếu hoạt động thể lực. Cảnh báo lạm dụng thuốc xịt mũi gây suy tuyến thượng thận. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho hay mới đây hai anh em trai ruột 15 tuổi và 11 tuổi phải nhập viện do suy tuyến thượng thận vì lạm dụng thuốc xịt mũi có thành phần chứa corticoid. Gia đình cho hay trong 3 năm gần đây, do bị viêm mũi dị ứng, hai anh em đã liên tục dùng thuốc xịt mũi. Trước khi nhập viện 10 ngày, trẻ đi khám dinh dưỡng, phát hiện cortisol máu thấp, được bác sĩ tư vấn ngừng xịt thuốc. Sau khi ngừng thuốc, trẻ mệt mỏi, chán ăn, chướng bụng. Hai anh em sau đó được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Bác sĩ ghi nhận cả hai đều béo phì, gương mặt tròn, lông rậm, da mỏng, dạn da bụng và đùi màu tím đỏ, phù hai chi dưới và chẩn đoán trẻ mắc hội chứng cơ sinh do dùng thuốc xịt mũi có thành phần chứa corticoid. Các bác sĩ cảnh báo những thuốc không được kê toa, kể cả thuốc đông y trong điều trị các bệnh lý xương khớp hoặc thuốc trị cảm ho, sổ mũi, viêm xoang, có tác dụng kháng viêm, giảm đau mạnh đều có nguồn gốc từ corticoid. Nếu tự ý mua về dùng không theo sự kiểm soát chặt chẽ của bác sĩ, rất dễ gây ra hội chứng cơ sinh. Nga thông báo tìm thấy hộp đen máy bay chở ông trùm Wagner. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 25 tháng 8, Ủy ban điều tra Nga thông báo các nhà điều tra đã tìm thấy hộp đen của máy bay chở ông trùm Wagner Yevgen Y. Prigozhin bị rơi ở vùng Tver của Nga. Họ còn thu được các đồ vật khác và những tài liệu cần thiết để phục vụ cuộc điều tra. Điều tra viên đã thu được các bộ lưu chuyến bay và đang tiếp tục nghiên cứu chi tiết hiện trường. Hiện tại, các đồ vật và tài liệu cần thiết để xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn máy bay cũng đã được thu thập, Ủy ban điều tra Nga cho biết. Họ cũng thông báo đang xét nghiệm ADN để xác định danh tính 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn, nhưng chưa khẳng định trong số những người thiệt mạng có ông Prigozhin hay không. Theo đài CNN,
máy bay chở trùm Wagner có thể đã rơi do một vụ nổ, lúc rơi thiếu một cánh. Theo đài CNN ngày 25 tháng 8, dữ liệu chuyến bay và những phân tích về video quay ở hiện trường cho thấy có thể một vụ nổ đã làm rơi chiếc máy bay chở ông trùm Wagner. Cụ thể, đài của Mỹ phân tích có một luồng khói trắng xuất hiện và sau đó có thể nhìn thấy một chiếc máy bay đang rơi xuống, dẫn tới một vệt khói hoặc hơi nước trải dài phía sau nó. Máy bay lao xuống nhanh chóng giữa nền trời xanh. Người quay video phóng to cảnh máy bay lao xuống mất kiểm soát, cho thấy nó bị thiếu một cánh. CNN cho biết đã nghiên cứu các dữ liệu và video về chuyến bay, đồng thời phỏng vấn các chuyên gia hàng không và chất nổ để sâu chuỗi các chi tiết về vụ tai nạn. Phân tích cho thấy chiếc máy bay tư nhân này đã gặp ít nhất một sự cố thảm khốc trên chuyến bay trước khi rơi. Trước đó, phương Tây cho rằng ông Prigozhin có thể đã bị sát hại theo lệnh của Moscow, nhưng ngày 25 tháng 8, Điện Kremlin đã lên tiếng khẳng định thông tin này và những tin đồn liên quan khác là hoàn toàn dối trá. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.